Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin ngày 4 tháng 12. Đoàn đàm phán Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu trước áp lực phải hoàn tất dự thảo kỹ thuật để từ tuần tới bắt đầu đàm phán ở cấp bộ trưởng. Hôm nay thứ 6 đầu tiên của tháng 12 cũng là ngày mua sắm trực tuyến với nhiều ưu đãi lớn cho người tiêu dùng Việt Nam. Tổng kết công tác chuyển giao gấu nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Paris đã quyết định các đoàn đàm phán phải làm việc thêm một ca nữa vào buổi tối và thứ Bảy và Chủ nhật tới cũng không được nghỉ, cố gắng ra được thỏa thuận trước ngày bế mạc, dự định là vào thứ Sáu tuần sau. Các đoàn đàm phán đang phải căng ra làm việc hết công suất, trong đó có cả đoàn Việt Nam. Phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ Paris. Đoàn đàm phán Việt Nam họp chung lần thứ 2. Trong cuộc đàm phán quy mô thế giới này, Việt Nam không vướng vào những vấn đề lớn đang gây tranh cãi như hạn mức phát thải hay là mức đóng góp tài chính. Việt Nam nằm trong số những nước chịu thiệt hại từ biến đổi khí hậu và có lượng khí phát thải chưa vượt quá ngưỡng quy định. Chúng ta còn tiếp tục cần phải sử dụng các cái nguồn năng lượng như than và dầu để cung cấp cái nguồn năng lượng mà hiện nay nhu cầu đang đòi hỏi ngày càng tăng của chúng ta. Bởi vậy nên là trong các cái cam kết thỏa thuận thì chúng ta luôn luôn tính đến những cái điều kiện có tính khả thi với Việt Nam. Đoàn đàm phán Việt Nam có 35 người từ nhiều bộ và một số chuyên gia từ chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc chia làm nhiều nhóm tùy theo lĩnh vực. Ban tổ chức hội nghị khí hậu đã quyết định có thêm ca đàm phán tối và không cho nghỉ 2 ngày cuối tuần này. Mục tiêu của tuần đầu tiên là các chuyên gia đàm phán phải hoàn tất dự thảo kỹ thuật vào trưa ngày thứ Bảy, để từ tuần sau bắt đầu đàm phán ở cấp bộ trưởng. Đến giai đoạn này thì tôi cho rằng là có nhiều cơ sở để nói rằng sẽ đạt được một cái thỏa thuận chung có ràng buộc về trách nhiệm pháp lý cho tất cả các bên, bao gồm các nước phát triển và đang phát triển. Mỗi buổi sáng, mỗi nhóm nước có hoàn cảnh tương đồng sẽ họp riêng. Việt Nam trong nhóm các nước đang phát triển. Tiếp đó tới phiên toàn thể, nơi mà nước nào muốn phát biểu có 3 phút để nêu quan điểm. Và sau đó thì từng nhóm đàm phán theo lĩnh vực hẹp, không phải là theo nguyên tắc thiểu số phải theo đa số, mà là từng chi tiết sẽ được thông qua nếu như không có bất cứ nước nào phản đối. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam, từ Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu Paris. Trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu thì phát triển năng lượng xanh như điện mặt trời hay điện gió được xem là những giải pháp phát triển bền vững. Ở Việt Nam, ngoài năng lượng mặt trời thì điện gió được xem là hướng đi triển vọng có nhiều tiềm năng, nhưng việc khai thác loại hình năng lượng này tới nay thì kết quả vẫn còn khá khiêm tốn. Đây là dự án điện gió đầu tiên trên biển của Việt Nam được xây dựng tại vùng đất Bạc Liêu. Mặc dù mới chỉ chính thức đưa vào hoạt động giai đoạn 1 với 10 trụ tu bin, công suất 16 MW, điện năng sản xuất khoảng 50 triệu kWh một năm, nhưng đã cho thấy hiệu quả của nguồn năng lượng sạch này. Nó không chỉ góp phần giảm phát thải khí nhà kính, mà việc sản xuất vượt dự kiến ban đầu đã cho thấy sức gió trên vùng biển này rất phù hợp trong phát triển một nguồn năng lượng sạch tái tạo. Nghiên cứu của World Bank đó, thì nguyên cái dải bờ biển của Việt Nam thì chúng ta sẽ có khoảng 500.000 MW điện. Thì đây là một cái tiềm năng rất là lớn đối với cái phát điện của chúng ta. Thí dụ như con sông Mekong thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta khai thác hết tiềm năng thủy điện của sông Mekong thì chúng ta cũng chỉ khai thác được có 30.000 MW một năm thôi. Còn cái này chúng ta có tới 500.000 MW. Mặc dù nhận rõ tiềm năng cũng như lợi thế của nguồn năng lượng gió, nhưng việc phát triển mạnh nó đang là một vấn đề hết sức nan giải. Dự án điện sạch tại Việt Nam nói chung và điện gió nói riêng hiện chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên nhân lớn nhất là kinh phí đầu tư dự án này khá lớn, nhưng giá điện thì vẫn còn ở mức thấp, phải cần sự bù lỗ của nhà nước. Ban đầu thì đầu tư rất là lớn, rất là khó khăn. Nếu nói mà các nhà đầu tư mà không có tính toán, rất là ngần ngại mà về vấn đề cái về tài chính thì không ai mà dám làm. Thì thật ra làm điện gió là không có hại. Cái hại là đương nhiên là thế này.
tại vì sao là cái giá điện rồi này cái gì thôi, nhưng mà mình phải biết rằng cái dòng đời dự án nó dài, mình sẽ hoàn trả, rồi đương nhiên đó là một cái tài sản rất đồ sộ, rất là lớn. Chứ còn muốn lấy lợi nhuận liền thì không phải như thế được. Đánh giá chung lại thì đặc biệt là năm 2014-2015 thì cái bãi vòi nó tăng lên rất là nhiều. Và theo tôi đánh giá, nếu như trường hợp mà các chủ tư binh này nó càng nhiều hơn thì tương lai nó sẽ bồi lắng nhanh hơn và sẽ phát triển bãi vòi ven biển chúng ta càng ngày càng xa hơn. Theo khảo sát của Bộ Công Thương, tiềm năng về nguồn năng lượng gió ở nước ta bước đầu lên đến hàng chục ngàn megawatt. Chỉ tính riêng dự án điện gió tại Bạc Liêu, sau khi hoàn thành giai đoạn 2 với 60 trụ tua bin, nếu được triển khai tiếp giai đoạn 3 với tổng số hơn 300 tua bin gió sẽ cung cấp được gần 500 MW mỗi năm. Nguồn năng lượng sạch này sẽ góp phần giải quyết được 1/3 lượng điện dự kiến thiếu hụt của khu vực miền Nam vào năm 2017-2018. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn hết là nguồn năng lượng xanh này đang trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc trong quá trình phát triển không chỉ của Việt Nam mà còn cả thế giới. Tin tiêu dùng trong nước, ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2015 đã chính thức được phát động lúc 0 giờ ngày 4 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo ban tổ chức thì ngay sau khi bấm nút kích hoạt hệ thống, trên website và app mobile, toàn bộ giá bán của hơn 60.000 sản phẩm được mở, người tiêu dùng có thể tìm mua những sản phẩm yêu thích với nhiều ưu đãi hấp dẫn của hơn 2.000 doanh nghiệp tham gia. Các mặt hàng có nhiều khuyến mãi lớn tập trung ở ngành hàng thời trang, sách, đồng hồ, thiết bị số, du lịch, vé máy bay và thiết bị đồ gia dụng. Như vậy là ở Việt Nam, ngày hôm nay thứ 6 đầu tiên của tháng 12, người tiêu dùng được mua sắm thỏa thích với rất nhiều ưu đãi. Một số thông tin dưới đây sẽ giúp quý vị có được một ngày Black Friday thuận lợi hơn. Khuyến mãi đa dạng sản phẩm từ các website mua sắm trực tuyến, giao nhận miễn phí, đó là những điểm khiến ngày mua sắm trực tuyến thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ phía người tiêu dùng. Ban tổ chức cho biết, trong ngày này, các ưu đãi sẽ áp dụng cho mọi giao dịch mua bán diễn ra trên các website tham gia chương trình trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, từ 0 giờ đến 12 giờ đêm. Tuy nhiên, ưu đãi chỉ áp dụng khi khách hàng đặt hàng trực tiếp trên các website của các doanh nghiệp và doanh nghiệp muốn tham gia ngày mua sắm trực tuyến cần đăng ký với ban tổ chức tại website chính thức của chương trình. Đó là www.muasamtructuyen.vn và www.onlinefriday.vn. Cần lưu ý, chương trình chỉ dành cho khách hàng đặt mua hàng trực tuyến online mới được hưởng các chế độ ưu đãi gồm khuyến mại và miễn phí giao nhận. Không dành cho khách xem thông tin trên website rồi đến mua trực tiếp tại doanh nghiệp hay cửa hàng đó. Tính riêng ngày mua sắm trực tuyến năm 2014, tổng giá trị hàng hóa giao dịch của các doanh nghiệp tham gia đạt khoảng 154 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với ngày trung bình trong năm. Số đơn hàng ước tính hơn 160.000 đơn, tăng hơn 3 lần so với mức bình quân. Số liệu thống kê trong ngày mua sắm trực tuyến năm 2014 cũng ghi nhận nhóm mặt hàng công nghệ, thời trang, gia dụng, gia đình chiếm ưu thế trong hoạt động mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng. Ban tổ chức cho biết, chương trình năm nay dự kiến thu hút khoảng 2.500 doanh nghiệp, mang lại tổng doanh số giao dịch trong khoảng 500 tỷ đồng, lớn hơn gấp 3 lần năm ngoái. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có báo cáo về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài của thành phố này trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2015. Trong đó thì cho hay tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm vào địa bàn chỉ đạt có 1,35 tỷ đô la Mỹ, sụt giảm một nửa so với giai đoạn trước từ năm 2006 đến năm 2010, đạt mức là 2,4 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó thì lao động có chuyên môn cao lại bắt đầu chuyển đi đến nơi làm việc khác. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đầu tư nước ngoài vào Đà Nẵng sụt giảm mạnh là do quy mô thị trường của Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung nhỏ bé so với các trung tâm kinh tế lớn trong cả nước. Trong khi đó, ngành công nghiệp hỗ trợ tại Đà Nẵng lại chưa phát triển, chính sách ưu đãi đầu tư chưa nhiều. Bên cạnh đó, Đà Nẵng lại thiếu lao động kỹ thuật và nhà quản lý giỏi, có khả năng ngoại ngữ tốt, đặc biệt là nhân sự quản lý. Do gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng công nhân có trình độ tay nghề, nhất là trong lĩnh vực cơ khí, chế tạo và điện tử, các doanh nghiệp thường phải đào tạo lại hoặc thuê lao động từ nơi khác đến. Điều này đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công việc và làm tăng chi phí về lao động của các doanh nghiệp. Liên quan đến một loại nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đó là cà phê. Mặc dù là một trong những nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, nhưng giá trị mà hạt cà phê mang lại cho người trồng cà phê ở Việt Nam, mà cụ thể là bà con Tây Nguyên, là chưa nhiều. Một phần là do chất lượng cà phê của Việt Nam còn chưa đồng đều. Thực hiện chương trình hỗ trợ nông dân nâng cao thu nhập từ sản xuất cà phê 5 năm qua,
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các bên liên quan hỗ trợ cho hơn 21.000 nông dân tại Tây Nguyên sản xuất cà phê bền vững. Chương trình được triển khai tại 4 tỉnh là Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng với việc cung cấp cây giống chất lượng tốt, kháng sâu bệnh, năng suất cao, thay thế cho những vườn cà phê kém năng suất cho nông dân. Dự án cũng hỗ trợ người dân tiếp cận với các biện pháp khoa học kỹ thuật tiến bộ như cách tưới nước tiết kiệm, quản lý sâu bệnh, ủ phân hữu cơ vi sinh từ vỏ cà phê, bón phân hợp lý hay thu hoạch quả chín, ghép cải tạo vườn cà phê già cỗi. Đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao đang là xu hướng với quy mô mỗi dự án lên đến cả ngàn hecta. Nông dân với những mảnh ruộng nhỏ và phương thức canh tác truyền thống đang dần nhường chỗ cho những nhà đầu tư tầm cỡ, có trong tay số vốn lên đến hàng trăm và thậm chí là hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư làm nông nghiệp hiện đại. Nhưng cũng từ xu hướng này mà nhiều nông dân đã khoác lên mình một chiếc áo hoàn toàn mới, trở thành những công nhân nông nghiệp công nghệ cao. Từ 2 năm nay, chị Đinh Thị Hằng ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã nhượng lại ruộng của gia đình và trở thành công nhân của công ty Việt Long. Công việc mỗi ngày vẫn là vun trồng, chăm sóc rau, nhưng thu nhập bây giờ đều đặn khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng. Đã bằng thu nhập cả xào rau lúc được mùa. Và mỗi ngày, chị Hằng chỉ làm đúng 8 tiếng, theo đúng quy trình kỹ thuật của công ty. Mình làm ở nhà mình thì mình cứ lúc nào mình tưới thì tưới, lúc nào mình phun thì mình phun. Nhưng mà vào đây thì lại phải do kỹ thuật. Người ta bảo mình đi tưới, đến lúc thời điểm tưới thì là mình tưới, còn lúc thời điểm phun thì có sâu có bệnh thì người ta bảo mình phun thì mình phun. Gần đó, gia đình bà Đặng Thị Dung cũng đã cho công ty thuê 3 sào ruộng để làm nông nghiệp công nghệ cao từ gần 3 năm nay. Vẫn canh tác trên chính thửa ruộng cũ năm nào, nhưng giờ mỗi năm bà Dung nhận được 6 triệu đồng tiền cho thuê ruộng và hàng tháng có cả lương và bảo hiểm. Tự mình là mình muốn dòng cái gì trên ruộng mình thì mình dòng. Thế nhưng mà cái này thì lại theo cái quy hoạch của công ty. Đi làm của nhà mình thì mình phải bỏ nhiều vốn, các thứ vốn liếng mình phải bỏ ra. Nhưng mà làm cho công ty này thì công ty lo hết, thì mình chỉ gọi là đi làm công ăn lương thôi. Sự xuất hiện của các dự án nông nghiệp công nghệ cao đã thay vai cho những con người này, từ nông dân trở thành công nhân nông nghiệp. Thế nhưng cũng có không ít người vẫn làm chủ trên mảnh ruộng của mình. Đây là khu nhà màng của một trong những hộ nông dân ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đã nhận chuyển giao phương pháp trồng dưa lưới công nghệ cao. Nếu áp dụng đúng quy trình, thì mức năng suất mà nông dân đạt được cũng tương đương với năng suất tại khu công nghiệp công nghệ cao. Trồng dưa này thì được thu hoạch 3 tấn trên 1.000 mét vuông. Dạ, thế thì nó so với bình thường thì nó có cao hơn nhiều lắm không ạ? Cao gấp 2 lần. Năng suất tăng gấp đôi, lợi nhuận lại đạt gần một nửa giá bán. Đến nay, chỉ riêng tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, những người nông dân được chuyển giao mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã góp phần vào việc hình thành các vùng sản xuất hoa lan, rau an toàn, theo quy trình Việt Gáp trên tổng diện tích khoảng 146 hectare. Làm việc có quy trình, có tổ chức, những người nông dân đang dần thay đổi vai trò của mình trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trong phần tiếp theo của chương trình, xây dựng gần 100 sân chơi miễn phí tại các xã, phường, các điểm trường trên địa bàn huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Bình Thuận nỗ lực làm du lịch chất lượng có đủ sức cạnh tranh ở cả thị trường trong nước, khu vực và quốc tế. Một người Mỹ gốc Việt đã thiệt mạng trong vụ xả súng hôm 2 tháng 12 tại hạt San Bernardino, bang California của Mỹ. Nạn nhân gốc Việt này được xác định là chị Tín Nguyễn, 31 tuổi. Và trước khi bị sát hại, chị Tín là nhân viên làm việc cho cơ quan kiểm soát an toàn thực phẩm của hạt San Bernardino. Chị Tín Nguyễn là một trong 14 người bị thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại một trung tâm dành cho người tàn tật tại San Bernardino. Một ngày sau vụ thảm sát, cảnh sát đã công bố danh tính 14 nạn nhân. Những người này có độ tuổi từ 26 đến 60. Địa điểm diễn ra vụ xả súng cách thành phố Los Angeles khoảng 1 tiếng lái xe. California cũng là bang có đông người gốc Việt sinh sống nhất tại Mỹ. Trước đó, cảnh sát thông báo đã tiêu diệt 2 nghi phạm trong vụ xả súng đẫm máu này. Từ lâu nay thì trẻ em vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa thường thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa khi các em hầu như có rất ít sân chơi riêng dành cho mình. Nhưng từ nay tới cuối năm, thành đoàn thành phố sẽ xây dựng gần 100 sân chơi miễn phí tại các xã, phường, trường tiểu học, trung học, cơ sở trên địa bàn huyện Định Hóa, Thái Nguyên.
Ở đó còn có cả những món đồ chơi rất đơn giản nhưng vô cùng cuốn hút trẻ thơ như bập bênh, ngựa gỗ hay thú nhún do các bạn thanh niên tình nguyện tự tay chế tạo. Hôm nay là một ngày đặc biệt với hơn 20 em học sinh trường mầm non Nà Lòn, xã Lam Vĩ, huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Từ hôm nay, các em sẽ có một niềm vui mới. Niềm vui với những bập bênh, thú nhún đầy sắc màu. Ngay lúc nãy các chú đến thì các cháu đã hô to và chúng cháu có đồ chơi rồi, các chú đã đến rồi. Rất cảm ơn các chú. Dù các cháu rất là bé mà đã biết nói những lời như thế thì tôi cũng cảm thấy rất là vui. Thực ra cái món quà đây thì chúng tôi ở trong vùng sâu, vùng xa thì chưa bao giờ có cả. Đến hôm nay mới thực sự là nhìn thấy cái món quà này thật là thú vị với các cháu, con em chúng tôi. Bởi quãng đường để đến nơi đây là khá xa và rất khó khăn, nên hôm nay các em còn được các anh chị thanh niên tình nguyện trao tặng luôn cả áo khoác, vở viết và cả những suất học bổng cho các em tiểu học vùng sâu, vùng xa. Niềm hân hoan vui sướng như lại càng được nhân lên nơi quê nghèo hẻo lánh. Với sự tham gia của 1.000 thanh niên tình nguyện thành đoàn Thái Nguyên, đến thời điểm này đã có hàng chục khu vui chơi cho trẻ em như thế này được xây dựng ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và một số huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với tổng số 97 khu vui chơi, ước tính sẽ có tới hơn 500 con ngựa gỗ, 200 bập bênh, 100 xích đu và các vườn hoa, bộ bàn ghế từ lốp xe tái chế sẽ do tự tay các bạn thanh niên tình nguyện tự mày mò, chế tạo ra. Trong một cái chuyến hành quân xanh, tình nguyện hành quân xanh ở tại xã Tự Nung, huyện Võ Nhai, một nơi có thể nói là 100% là đồng bào dân tộc. Khi mà đoàn tình nguyện lên làm chương trình tình nguyện thì tiếp xúc với các cháu là các cháu chưa bao giờ được biết đến đồ chơi. Sau khi đưa đồ chơi lên thì nhìn những ánh mắt, những nụ cười hạnh phúc của những trẻ thơ lần đầu tiên được tiếp xúc với đồ chơi thì chúng tôi mới quay trở về thành phố để tiếp tục bắt đầu là đề án và hình thành ra cái đề án xây dựng khu vui chơi cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Những món đồ chơi tưởng chừng rất đơn giản nhưng nó là tâm huyết, mồ hôi và tấm lòng của chính các bạn thanh niên tình nguyện. Dù có khó khăn để tự làm ra những sản phẩm này, dù cho có vất vả phải mang vác, vận chuyển về tận những nơi xa xôi, nhưng chỉ cần nhìn thấy và cảm nhận niềm vui của các em nhỏ này, đó đã là một nguồn động viên lớn để mục tiêu 97 khu vui chơi sẽ sớm được hoàn thành, góp thêm một phần tiếng cười cho tâm hồn trẻ thơ. Chuyển sang một số tin tức khác, tới nay thì 33 cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng ở tỉnh Quảng Ninh đã được chuyển đến chăm sóc tại Trung tâm Gấu Tam Đảo. Đây là quá trình cứu hộ khó khăn nhưng là tiền đề để chấm dứt các hoạt động nuôi nhốt lấy mật ở Việt Nam. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Tổ chức Động vật Châu Á đều khẳng định điều này trong hội nghị tổng kết công tác chuyển giao gấu nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Hội nghị diễn ra hôm 3 tháng 12 tại tỉnh Quảng Ninh. Đối xử không nhân đạo. Chiến dịch cứu hộ gấu tại Quảng Ninh bắt đầu từ tháng 3 năm 2015 khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thực hiện cơ chế quản lý và bảo tồn gấu tại địa phương này sau khi xuất hiện nhiều cá thể gấu chết ở các hộ nuôi. Tuy nhiên do gấu được nuôi nhốt lâu năm tại các hộ gia đình, nhiều chủ nuôi gắn bó và không tự giác chuyển giao. Chính vì vậy các cơ quan chức năng của tỉnh đã phải thực hiện quyết liệt trong công tác tuyên truyền vận động người dân. Ngoài mục đích cái chuyện đưa gấu về nhưng mà cái cao hơn để vận động thuyết phục để cho các hộ nuôi gấu ủng hộ mình thì không phải chỉ là riêng đơn thuần là con gấu đơn thuần mà khơi dậy cho họ một cái tính nhân văn hơn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ứng xử với động vật một cách nhân văn, đưa động vật về với thiên nhiên. Cái đó là cái mà tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều phải suy nghĩ đến cái vấn đề đó thì mới giải quyết được cái bài toán tận gốc của cái chuyện nuôi nhốt các cái động vật hoang dã tại các gia đình. Và thậm chí còn lạm dụng về để làm kinh tế, ví dụ như là hút mật gấu là tôi nghĩ là không thể cho phép cái trường hợp nó diễn ra được. Không chỉ Quảng Ninh, hiện trên địa bàn toàn quốc còn 1.200 cá thể gấu nuôi nhốt. Tuy nhiên bất cập hiện nay là hệ thống văn bản để xây dựng hành lang pháp lý của Việt Nam còn thiếu, nhất là quy định về quy trách nhiệm khi vi phạm về săn bắt, buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt động vật quý hiếm. Hội nghị hôm nay là một cái việc mà rất quan trọng để chúng tôi rút ra được những cái bài học. Đấy. Làm sao? Cái thứ nhất là công tác cứu hộ, cái thứ hai là công tác quản lý. Thì qua cái hội nghị này thì sau là chúng tôi đã rút ra được những bài học thì chúng tôi sẽ xây dựng một kế hoạch chi tiết cụ thể trong thời gian tới để làm sao chấm dứt cái tình trạng mà nuôi nhốt và trích hút mật.
để đảm bảo rằng khoảng hơn 1.200 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trên cả nước sẽ được đối xử tốt, tránh tình trạng tái diễn nuôi gấu lấy mật, thì những quy định chặt chẽ về quản lý vi phạm trong bảo tồn động vật hoang dã cũng như sự phối hợp của các cơ quan chức năng và các tổ chức quốc tế là rất quan trọng. Chất lượng dịch vụ du lịch của tỉnh Ninh Thuận hiện còn ở mức trung bình, mức độ hài lòng của du khách kém hơn hẳn các tỉnh khác trong vùng. Vấn đề này đã được lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận thẳng thắn thừa nhận tại hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Ninh Thuận. Du lịch Ninh Thuận còn một số yếu kém như cơ sở lưu trú không đồng đều, quy mô nhỏ, chất lượng dịch vụ không cao, chỉ có 40% số phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên. Cơ sở ăn uống tuy đa dạng nhưng chất lượng phục vụ chưa chuyên nghiệp, nguồn nhân lực còn yếu và thiếu, kỹ năng giao tiếp và trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng nhu cầu giao tiếp với khách du lịch quốc tế. Tại hội thảo, các doanh nghiệp trong lĩnh vực liên quan đến du lịch tại tỉnh Ninh Thuận đã kiến nghị các giải pháp để thu hút đầu tư vào các dịch vụ du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các sở ngành liên quan tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, làm đầu mối liên kết các doanh nghiệp, từng bước xây dựng và hình thành khu du lịch trọng điểm của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Trong khoảng 20 năm qua, thì tỉnh Bình Thuận đã thu hút được hơn 400 dự án đầu tư vào du lịch với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 60.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực được đầu tư mạnh bao gồm lưu trú, sân golf, dịch vụ thể thao trên biển, nhà hàng, lữ hành. Giờ đây thì Bình Thuận đã trở thành một trong những thiên đường nghỉ dưỡng của Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Phóng sự dưới đây sẽ cho thấy cách làm du lịch tạo nên sự khác biệt của địa phương này. Năm 2015, thu hút ít nhất khoảng 4,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 500.000 khách quốc tế, doanh thu đạt khoảng 7.500 tỷ đồng. Số lượng du khách và doanh thu du lịch tăng qua từng năm. Kết quả này có được nhờ tiềm năng du lịch biển được khai thác ngày càng tốt hơn. Nhiều dự án mới được đầu tư và đưa vào khai thác, đặc biệt là các nhà đầu tư đã nhận ra tiềm năng và lợi thế vượt trội của Bình Thuận khi quyết định rót vốn vào lĩnh vực này. Bình Thuận có một cái bãi biển quá đẹp đi và dài. Khi mà các nhà đầu tư hiểu ra rằng là Bình Thuận có một cái cự ly rất là phù hợp với lại ngành du lịch, một bãi biển rất là đẹp và sinh thái vẫn còn nguyên sơ, thì chúng tôi rất thấy phù hợp cho cái ngành mà chúng tôi muốn đầu tư. Đó là cái ngành mà sân golf, du lịch, sinh thái, bãi biển và thể thao nước. Ngoài vành đai du lịch Hàm Tiến Mũi Né, Bình Thuận còn được biết đến một vành đai phát triển du lịch khác là Phan Thiết, Tiến Thành, La Di, Hàm Tân. Ở vành đai này, dù phát triển sâu, nhưng có nhiều bãi cát trắng còn hoang sơ, nên bất chấp những ảnh hưởng từ kinh tế khó khăn, những nỗ lực đầu tư của các dự án tại vành đai này đã tạo được những dấu ấn nhất định, và hơn thế nữa, tại các địa phương, chính quyền đã có nhiều ưu đãi dành cho các nhà đầu tư. Phát huy mọi tiềm năng lợi thế, huy động mọi cái nguồn lực để mà phát triển kinh tế huyện nhà theo cái hướng là công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với bảo vệ môi trường. Hàm Tân á, là phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho các cái nhà đầu tư vào ta làm ăn, với 22 cái dự án ven biển, với 4 cái cụm công nghiệp và 3 cái khu công nghiệp trên cái địa bàn huyện Hàm Tân này. Với mục tiêu phát triển du lịch là ưu tiên trọng tâm, thời gian gần đây Bình Thuận đã khuyến khích sáp nhập các dự án nhỏ và thu hút được nhiều dự án lớn, góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch. Nhờ đó, Bình Thuận đã và đang tận dụng những lợi thế về biển để phát triển những sản phẩm du lịch hấp dẫn, cũng như nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch gắn với các sự kiện quốc tế. Thì Bình Thuận kêu gọi các cái nhà đầu tư vào cái khu du lịch Mũi Né thành khu du lịch quốc gia và đầu tư các cái trung tâm huấn luyện, trung tâm thi đấu thể thao biển để Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch thể thao biển quốc gia và quốc tế. Bình Thuận đã và đang làm hết sức mình để tạo nên một hình ảnh sâu đậm về du lịch với những sản phẩm đa dạng, là điểm biết đến thực sự an toàn, thân thiện và chất lượng, có đủ sức cạnh tranh với thị trường du lịch trong nước, khu vực và quốc tế. Như thường lệ, ở phần cuối của chương trình là dự báo thời tiết.
Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị có thể xem lại chương trình tại hai địa chỉ website hiện trên màn hình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.